Rất vui khi gặp lại anh chị trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay Khải giới thiệu với anh chị về chương trình mới của Toyota Vios. Đây là một chương trình vay trả góp mà với mức lãi suất cố định ưu đãi trong vòng là 8 năm. Thì đây là một chương trình mà dành cho một số đối tượng anh chị nào đang có hợp đồng lao động hay là nguồn thu thì có thể vay được trong chương trình này. Và cụ thể chương trình này như thế nào thì Khải mời anh chị xem qua video clip ngày hôm nay nha. Và phần đầu tiên Khải sẽ chia sẻ một chút thông tin và chương trình này sẽ dành cho Toyota Vios. Thì hiện tại Vios sẽ là dòng xe được giảm 50% lệ phí trước bạ trong tháng 12. Ngoài ra trong tháng 12 Toyota Vios còn được hỗ trợ giảm 20 triệu. Như vậy anh chị sẽ có một cái mức ưu đãi hấp dẫn. Anh chị đang quan tâm về Toyota Vios có thể gọi ngay tới số hotline của Khải 0906648952 để Khải có thể chia sẻ và gửi tới anh chị một cái chương trình hấp dẫn nhất. Đây là những cái mức giá Khải tạm tính. Ngoài ra anh chị mua xe sẽ quan tâm về chương trình như là có giảm tiền mặt hay không, hay là bảo hiểm hay là phụ kiện như thế nào, thì cũng đừng có ngần ngại, Khải sẽ chia sẻ và cho anh chị một mức giá hợp lý nhất để anh chị có thể có được xe Toyota Vios. Và bây giờ Khải sẽ đến với phần chính của video, đó là chương trình dành cho anh chị nào đang quan tâm về mức lãi suất là 0.63% và trong thời gian là 8 năm 96 tháng. Và cũng giới thiệu sơ lược với anh chị, Toyota Vios tại thị trường Việt Nam mình sẽ có 4 phiên bản. Phiên bản số sàn với giá là 478 triệu, phiên bản E số tự động sẽ là 531 triệu và phiên bản G số tự động sẽ là 581 triệu và phiên bản GRS kế bên Khải đây sẽ có mức giá là 630 triệu. Ngoài ra với phiên bản màu trắng ngọc trai, anh chị sẽ cộng thêm 8 triệu nữa giúp giùm Khải. Khải cũng vừa mới làm một cái video clip dành cho anh chị nào đang có nhu cầu về Toyota Vios với mức đưa trước chỉ từ 86 triệu. Anh chị nào quan tâm thì có thể xem nó ngay bên góc hoặc dưới phần mô tả, Khải sẽ để phía dưới. Còn chương trình ngày hôm nay Khải chia sẻ nó sẽ dành cho một đối tượng khách hàng cụ thể. Và bây giờ Khải cũng sẽ đến với phần về mức giá lăn bánh và chương trình vay trả góp 0.63% trong thời gian là 8 năm. Và đến với phần về mức giá lăn bánh của Toyota Vios với bản E số sàn, anh chị lăn bánh ở khu vực tỉnh là 485 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 504 triệu. Còn đối với Vios bản E số tự động, lăn bánh ở khu vực tỉnh sẽ là 540 triệu và lăn bánh ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 559 triệu. Vios bản G anh chị lăn bánh ở khu vực tỉnh là 593 triệu và lăn bánh ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 612 triệu. Còn với Vios bản GRS kế bên Khải đây, anh chị lăn bánh ở khu vực tỉnh là 644 triệu và ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 663 triệu. Vừa rồi là mức giá lăn bánh Khải đã áp dụng một phần là giảm 20 triệu và chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước và cộng tất cả các khoản phí như là biển số, đăng kiểm, đường bộ. Như vậy anh chị đã có một cái mức giá tạm tính lăn bánh. Đây chỉ là mức giá một phần thôi. Về cụ thể về chương trình khuyến mãi thì anh chị có thể gọi ngay cho Khải là 0906648952 để Khải chia sẻ. Bây giờ Khải sẽ đến với phần về mức giá dành cho anh chị mua qua ngân hàng như thế nào. Thì đối với chương trình này, anh chị đang có cái nguồn thu như là mình đang có hợp đồng lao động sao kê lương với mức lương là trên khoảng tầm trên 15 tới 20 triệu. Và cái thứ hai, nếu anh chị không có hợp đồng lao động nhưng mà mình đang có hợp đồng cho thuê nhà hoặc là cho thuê xe thì anh chị vẫn có thể vay được theo chương trình này. Và chương trình này Khải xin nhấn mạnh với anh chị rằng mức mình vay ở mức là 80% trong thời gian 8 năm 96 tháng và mức lãi suất Khải nhấn mạnh là 0.63% một tháng, anh chị sẽ được cố định trong suốt thời gian vay, đó là 8 năm 96 tháng. Thì đối với một số ngân hàng khác thì anh chị sẽ có mức lãi suất nó chỉ cố định ưu đãi 1 hoặc là 3 năm hoặc là 5 năm thôi. Nhưng với chương trình này anh chị sẽ được mức ưu đãi cố định trong suốt thời gian vay luôn là 8 năm 96 tháng. Và mức đưa trước như thế nào thì bây giờ Khải sẽ chia sẻ với anh chị. Đối với Vios bản E, anh chị đưa trước đối với chương trình này sẽ là 109 triệu ở tỉnh và 128 triệu ở khu vực Hồ Chí Minh. Mình thanh toán tháng đầu là 6 triệu mốt và tính theo dư nợ giảm dần trong suốt thời gian là 8 năm 96 tháng. Mình sẽ không có bị, anh chị sẽ không có sợ cái việc là khi sau hết thời gian ưu đãi, cái mức lãi suất nó lại tăng lên lại. Chương trình này sẽ không có, anh chị sẽ được ưu đãi suốt trong suốt thời gian vay luôn. Mình nó tính theo dư nợ từ tháng thứ nhất cho tới tháng thứ 96, mình sẽ tính giảm dần luôn ạ. Bây giờ với bản E số tự động, anh chị đưa trước ở khu vực tỉnh là 123 triệu. Khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 142 triệu, mình thanh toán tháng đầu là 6 triệu 8 và tính theo dư nợ giảm dần trong suốt thời gian vay luôn nha anh chị.
Bây giờ với Vios bảng G, anh chị đưa trước ở khu vực tỉnh sẽ là 136 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 155 triệu. Thanh toán tháng đầu là 7 triệu tư. Vios bảng GRS, anh chị đưa trước ở khu vực tỉnh là 149 triệu, ở khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 168 triệu. Và mình thanh toán tháng đầu là 8 triệu mốt. Mức giá Khải vừa chia sẻ với anh chị đã bao gồm tất cả các khoản như là lệ phí trước bạ 5% và có cả luôn bảo hiểm thân xe. Như vậy số tiền này là số tiền để anh chị có thể cần và chuẩn bị trước để đưa trước về chương trình này. Anh chị nào ở khu vực địa lý khác nhau thì mức giá nó có thể xê dịch đôi chút, nên cụ thể như thế nào thì anh chị có thể gọi ngay số hotline quen thuộc của Khải 0906 648 952. Đây là một chương trình Khải thấy là khá là hấp dẫn nếu mà anh chị đang có nguồn thu về hợp đồng lao động, và sau kê lương mình, mức lương mình có thể nguồn thu sau kê của mình trên 15 tới 20 triệu thì có thể vay được theo chương trình này. Cảm ơn anh chị đã xem qua video clip ngày hôm nay. Anh chị cảm thấy video này hay thì có thể đăng ký kênh, like và chia sẻ cho Khải. Khải có làm video nào mà chưa có hay lắm thì anh chị có thể góp ý để Khải ủng hộ Khải, để Khải có làm những video clip hay hơn ạ. Bây giờ vẫn không quên, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo ạ.